Nam Mô A Di Đà Phật, đủ cái duyên lành. Nay có món quà tình thương của cô Lê Ngọc Lan ở bên Mỹ. Xin trao tặng món quà, đó chính là 500 ngàn cho hoàn cảnh của anh Bình là người khiếm thị. Khi mà ánh sáng đã rời đi, sống trong cuộc sống rất là khó khăn. Nay có món quà của cô Lê Ngọc Lan xin trao tặng cho anh Bình, đó chính là 500 ngàn. Hồi hướng công đức lành cầu chúc cho gia đình cô Lê Ngọc Lan bên Mỹ nhiều bình an, nhiều sức khỏe, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống này. Cầu chúc cho gia đình cô Lê Ngọc Lan bên Mỹ sở nguyện tùy tâm, sở cầu như ý, đời đời sống trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Xin Đức Phật A Di Đà tác đại chứng minh. Xin trao tặng 500 ngàn cho anh Bình, tiền của cô Lê Ngọc Lan. Nam Mô A Di Đà Phật.